Cô chào tất cả các em. Chúng ta cùng nhau ôn tập kiểm tra học kỳ 1, môn khoa học tự nhiên lớp 8 nha. Các kiến thức cần nhớ. Trong chủ đề 2, acid base pH, oxide và muối. Acid base là những hợp chất có thành phần và tính chất hóa học như thế nào? Chúng ta cùng nhắc lại acid và base qua sơ đồ tóm tắt sau. Acid là hợp chất gồm một hay nhiều nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid và khi tan trong nước sẽ tạo ra ion H+. Base là hợp chất gồm nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hydroxide và khi tan trong nước sẽ tạo ra ion OH-. Dung dịch axit sẽ làm cho quỳ tím hóa đỏ. Còn dung dịch base hay còn gọi là kiềm sẽ làm quỳ tím hóa xanh hoặc làm dung dịch phenolphthalein không màu hóa hồng. Dung dịch axit tác dụng với nhiều kim loại tạo ra muối và khí hydrogen. Base sẽ tác dụng được với axit tạo ra muối và nước. Chúng ta nhắc lại một số kiến thức về oxide. Hai oxide các em có thể biết đó là khí CO2 có nhiều trong không khí và Al2O3 có trong các quặng bauxit. Nhìn vào công thức hóa học của hai oxide này, ta định nghĩa về oxide như sau. Đây là một hợp chất hai nguyên tố, trong đó có nguyên tố oxygen liên kết với một nguyên tố khác. Nguyên tố khác này có thể là kim loại hoặc là phi kim. Khi cho đơn chất phi kim hoặc đơn chất kim loại tác dụng với oxygen có thể tạo ra được các oxide tương ứng. Dựa vào tính chất hóa học, ta có thể phân oxide ra thành 4 loại: oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính và oxide trung tính. Oxide acid thường là oxide của phi kim như là CO2, SO2, B2O5 và N2O5 có thể tác dụng với dung dịch base tạo ra muối và nước. Oxide base là oxide của kim loại như CaO, MgO, CuO tác dụng với dung dịch axit tạo ra muối và nước. Oxide lưỡng tính Al2O3, ZnO, Cr2O3 có thể vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dung dịch base tạo ra muối và nước. Oxide trung tính CO, NO, N2O không phản ứng với dung dịch axit và không phản ứng với dung dịch base. Tính chất hóa học của oxide. Các em nhớ lại các thí nghiệm và cách viết phương trình phản ứng minh họa tính chất hóa học của oxide. Oxide base tác dụng với dung dịch axit tạo ra muối và nước. Oxide acid tác dụng với dung dịch base tạo ra muối và nước. Vậy trong bài oxide, các em cần nhớ lại các kiến thức về khái niệm oxide, viết phương trình hóa học tạo oxide, phân loại oxide và tính chất hóa học của oxide. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhắc lại các kiến thức của hợp chất muối. Hóa học của axit và muối. Ta nhận thấy ion H cộng của axit đã được thay thế bằng ion kim loại hoặc là ion NH4 cộng. Muối. Muối là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H cộng của axit bởi ion kim loại hoặc ion NH4 cộng. Và công thức hóa học của muối hợp thành từ ion kim loại hoặc ion NH4 cộng và gốc axit. Muối NaCl, tên gọi sodium chloride, có nhiều trong nước biển. CaCO3, calcium carbonate, có nhiều trong các mỏ đá vôi.
Các muối còn có trong thành phần của phân bón hóa học, cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng cho đất và cây trồng. Muối ammonium cung cấp nguyên tố dinh dưỡng nitrogen hay còn gọi là phân đạm. Muối phosphate cung cấp nguyên tố dinh dưỡng phosphorus hay còn gọi là phân lân. Muối KCl cung cấp nguyên tố dinh dưỡng kali, potassium hay còn gọi là phân kali. Đa số các muối tan tốt trong nước, còn lại một số muối ít tan và một số muối không tan. Dựa vào bản tính tan trong nước của một số muối, ta rút ra nhận xét. Các muối tan được trong nước sẽ là bao gồm tất cả các muối của kim loại, potassium K, sodium Na, tất cả các muối ammonium, tất cả các muối nitrate. Các muối chloride tan tốt trong nước ngoại trừ AgCl và PbCl2. Các muối sulfat tan tốt trong nước ngoại trừ BaSO4, PpSO4 không tan. Các muối carbonate không tan trong nước ngoại trừ Na2CO3, K2CO3 và NH4 2 lần CO3 tan trong nước. Tính chất hóa học của muối. Tính chất học của muối. Thứ nhất, muối tác dụng với kim loại. Muối tác dụng với dung dịch axit. Muối tác dụng với dung dịch base. Và muối tác dụng với dung dịch muối. Các thí nghiệm và cách viết phương trình phản ứng minh họa cho tính chất học của muối. Với dung dịch axit. Cũng với dung dịch base. Tác dụng với dung dịch muối. Lưu ý. Khi muối là chất tham gia, thì sau phản ứng phải có ít nhất một sản phẩm là chất khí, chất ít tan và chất không tan. Và khi tác dụng với kim loại hoặc tác dụng với dung dịch muối khác, thì phải là các muối tan được trong nước. Còn tác dụng với axit và tác dụng với dung dịch base kiềm, thì cả muối tan và muối không tan đều thể hiện tính chất hóa học này. Và các em phải nhớ được khái niệm của muối, tên một số muối thông dụng, tính tan của muối và tính chất học của muối. Dựa vào thành phần hóa học của các hợp chất poker, acid, base, oxide và muối, ta có cách phân loại chúng như thế nào? Để học được cách phân loại các hợp chất, các em nhớ ví dụ một số công thức hóa học của các hợp chất. Nhìn vào thành phần hóa học của base, ta thấy là có nhóm hydroxide. Oxide là hợp chất hai nguyên tố và trong đó có một nguyên tố là oxygen. Trong thành phần hóa học của acid thì có hydrogen. Còn hợp chất muối sẽ tạo thành từ việc thay thế ion H cộng bằng ion kim loại hoặc ion NH4 cộng. Ta làm bài tập vận dụng trong các chất sau đây, chất nào là acid, base, oxide và muối. Ta dễ dàng tìm ra ngay acid HCl và H2SO4,
Ta có base KOH, FeOH2, trong đó KOH là base tan, còn gọi là kiềm. Hợp chất oxide là COO, CaO, SO2. COO và CaO là oxide base, SO2 là oxide acid. Còn lại là các muối CaCO3, COSO4, MgCl2, NaNO3. Cách gọi tên các muối này như sau. Ta xét mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ acid, base, oxide và muối. Mối quan hệ này sẽ được biểu diễn bằng sơ đồ sau. Từ sơ đồ trên, các em vận dụng viết phương trình hóa học của các phản ứng sau. Phản ứng số 1, Na tác dụng với O2 tạo thành sản phẩm là hợp chất giữa Na và O. Trong đó, Na có hóa trị 1, O có hóa trị 2, chuyển chéo hóa trị, ta được sản phẩm là Na2O và cân bằng phản ứng. Các phản ứng còn lại, ta theo nguyên tắc trao đổi đầu đuôi. Và khi viết ra sản phẩm, các em phải xét quy tắc hóa trị. Sang chủ đề 3, chủ đề khối lượng riêng và áp suất. Bài 14, khối lượng riêng. Khối lượng riêng được định nghĩa như sau. Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó. Công thức tính khối lượng riêng. D bằng M chia V. Trong đó, M là khối lượng, V là thể tích, D là khối lượng riêng. Từ công thức tính khối lượng riêng, ta có thể suy ra các công thức tính khối lượng và tính thể tích. Khối lượng M sẽ bằng V nhân D, thể tích V sẽ bằng M chia D. Từ công thức tính khối lượng riêng, ta suy ra đơn vị đo khối lượng riêng. Nếu khối lượng M đo là kg, thể tích V đo là mét khối, thì đơn vị của khối lượng riêng là kg trên mét khối. Ngoài ra, đối với chất lỏng, người ta còn dùng đơn vị gam trên mililit. Nếu khối lượng đo là gam, thể tích đo theo đơn vị mililit. Vậy 1 gam trên cm khối sẽ bằng 1 gam trên mililit và bằng 1000 kg trên mét khối. Khi làm bài tập, các em có thể đổi qua lại giữa các đơn vị này. Dựa vào công thức tính khối lượng riêng, các em đã biết cách xác định khối lượng riêng của một chất hoặc của một vật bằng thực nghiệm. Trên nguyên tắc chung là phải đi xác định được hai đại lượng, đó là khối lượng của vật và thể tích của vật. Sau đó mới sử dụng công thức tính khối lượng riêng D bằng M chia V. Vậy muốn xác định khối lượng riêng của chất lỏng và của một vật có hình dạng bất kỳ không thấm nước, thì cách làm như nhau. Các em đã sử dụng hai dụng cụ đo. Dụng cụ thứ nhất là cân, dùng để đo khối lượng. Dụng cụ thứ hai là bình chia độ, dùng để đo thể tích. Nhưng đến thí nghiệm đo khối lượng riêng của khối hình hộp chữ nhật, thì chúng ta đo thể tích hơi khác. Đo thể tích bằng cách
phải dùng thước đo để đo chiều dài các cạnh A, B, C. Sau đó dùng công thức tính thể tích lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Vận dụng kiến thức về khối lượng riêng, các em đi giải bài tập sau đây. Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 2cm, 3cm và 5cm và có khối lượng 210g. Hãy tính khối lượng riêng của gang. Để áp dụng được công thức tính khối lượng riêng thì chúng ta phải biết khối lượng và thể tích. Đề bài chưa cho thể tích, vậy hãy đi tính thể tích của khối gang. V bằng 2 x 3 x 5 bằng 30cm khối. Áp dụng công thức tính khối lượng riêng, D bằng M chia V, lấy 210 chia cho 30 bằng 7 gram trên cm khối. Ở bài tập này, đơn vị của khối lượng riêng là gram trên cm khối, vì đơn vị của khối lượng là gram, đơn vị của thể tích là cm khối. Các em đã biết là 1 gram trên cm khối bằng 1.000 kg trên mét khối, vì vậy, chúng ta có thể đổi từ 7 gram trên cm khối ra đơn vị kg trên mét khối thì nó sẽ bằng 7.000 kg trên mét khối. Bài 15. Tác dụng của chất lỏng lên vật. Khi một vật nhúng trong một chất lỏng, bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với một lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực đẩy này người ta gọi là lực đẩy Archimedes. Như vậy, khi vật ở trong chất lỏng, thì vật luôn chịu tác dụng của hai lực cùng phương thẳng đứng. Lực thứ nhất là trọng lực, hướng xuống dưới. Lực thứ hai là lực đẩy Archimedes, hướng lên trên. Một vật ở trong chất lỏng thì đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes. Nhưng vật nổi lên, vật lơ lửng hay vật chìm trong chất lỏng còn phụ thuộc vào khối lượng riêng của vật so với khối lượng riêng của chất lỏng. Nếu khối lượng riêng của vật nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng, thì vật nổi lên. Nếu xét về lực, thì trọng lượng của vật sẽ nhỏ hơn lực đẩy Fa. Trường hợp vật lơ lửng là khi khối lượng riêng của vật bằng khối lượng riêng của chất lỏng. P vật bằng Fa. Còn trường hợp vật chìm xuống, ví dụ như hòn đá, thì D vật sẽ lớn hơn D chất lỏng. Khối lượng riêng của vật lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng. Trọng lượng của vật lớn hơn lực đẩy Archimedes lên vật. Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào các yếu tố nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án A. Phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào? Một vật ở trong nước sẽ chịu tác dụng của trọng lực và lực đẩy Archimedes. Thả ba quả cầu bằng thép vào trong nước, hỏi lực đẩy Archimedes lên quả cầu nào là lớn nhất? Các em biết lực đẩy Archimedes sẽ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Ba quả cầu này đều chìm trong nước, thì ta thấy quả cầu 2 có thể tích phần chìm là lớn nhất, nên thể tích của phần chất lỏng bị quả cầu 2 chiếm chỗ là lớn nhất. Do đó, lực đẩy Archimedes lên quả cầu 2 là lớn nhất. Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ càng lớn, thì lực đẩy Archimedes càng lớn. Sang bài 16, áp suất. Để hiểu về khái niệm áp suất, trước tiên, chúng ta phải hiểu về khái niệm áp lực. Áp lực chính là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Đặc trưng cho tác dụng của áp lực lớn nhỏ, người ta đưa ra khái niệm áp suất. Áp suất được tính bằng áp lực chia cho diện tích mặt bị ép. Đơn vị của áp suất là Pascal hoặc Newton trên mét vuông. 1 Pascal
bằng 1 newton trên mét vuông. Ngoài đơn vị Pascal, đơn vị của áp suất còn là đơn vị mm thủy ngân. 1 mm Hg bằng 133,3 Pascal. Ngoài đơn vị mm thủy ngân, đơn vị của áp suất còn là 3, 13 bằng 100.000 Pascal, hoặc đơn vị của áp suất là atmosphere, 1 atmosphere bằng 101.300 Pascal. Dựa vào công thức tính áp suất, ta có cách làm tăng áp suất. Đó là giữ nguyên áp lực, ta giảm diện tích VF. Ví dụ như lưỡi dao phải mỏng. Hoặc có cách nữa là giữ nguyên diện tích bị ép, ta tăng áp lực lên. Hoặc đồng thời ta vừa tăng ép vừa giảm S. Còn cách làm giảm áp suất thì chúng ta sẽ làm ngược lại. Dựa vào nguyên tắc làm tăng giảm áp suất, người ta ứng dụng vào thực tế như sau. Các đầu đinh, đầu khoan, vì sao người ta phải làm nhọn? Ở trường hợp này, ta cần tăng áp suất hay là giảm áp suất? Đầu mũi khoan rất nhỏ, mục đích là để giảm cái diện tích bị ép lại, sẽ làm tăng áp suất. Mũi khoan dễ xuyên vào gỗ hoặc vào tường dễ dàng hơn. Vì sao xe tải nặng là ta phải cần có nhiều bánh xe? Do trọng lượng của xe tải nặng rất lớn, nên nó gây áp lực lên mặt đường rất lớn. Vì vậy, ô tô tải phải có nhiều bánh xe để tăng cái diện tích bị ép mới giảm được áp suất lên mặt đường, tránh hư hỏng mặt đường. Các em trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau. Đơn vị đo áp suất là gì? Nhìn vào các câu hỏi ABC, chúng ta chọn đáp án là A. Đơn vị đo áp suất là newton trên mét vuông. Áp lực là gì? Áp lực chính là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Vì vậy, đáp án ta chọn là đáp án D. Các em ôn tập lại các kiến thức cần nhớ vừa rồi để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới.